sao mà mình đạt mốc cái vị trí cao nhất ở Blueskin. Ok, cảm ơn Thủy. Một chút chị em đừng có thấy ghế nhé. Thủy đang ở Việt Nam, Thủy đang nói là 10 triệu, 20 triệu là tiền Việt Nam nhé. Anh Diễm đang ở Mỹ và Canada nghe 10 triệu, 20 triệu tay ghế. Mình sẽ có cái Facebook Live trong vòng 2 phút nữa nha. Để cho mọi người còn đang bên cái Zoom. Hôm nay đại diện cho anh Mike Trần. Cảm ơn Thủy rất là nhiều đã chia sẻ. Mọi người đang còn bên Zoom của đội nhóm ghép. Các anh chị chờ chút nha. Chúc cho Thủy như đội nhóm Việt Nam mỗi ngày phát triển và một thành công hơn và sớm đạt được mục tiêu của mình. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn anh An rất nhiều. Cảm ơn các anh chị và các bạn ạ. Ok, xin chào các anh chị em nhé. Và hẹn ngày tái ngộ. Ok, vậy là Facebook Live của mình chuẩn bị nhé. Trước hết thì các anh chị có check cái âm thanh nghe có rõ mà. Hello chị Loan Trịnh, hello Blue Lemon Loan Trịnh. Nếu chị Loan Trịnh nghe rõ cho Tony biết nhé. Vì mình sẽ bắt đầu khi mọi người nghe rõ. Good morning Selena Phan. Good morning chị Tracy. Rồi các anh chị nghe rõ thì cho Tony biết nha. Rồi mình chờ một chút xíu nữa nha chị ha. Vì cái Facebook vì cái Zoom á của đội nhóm GIF mới vừa xong. Thế nên mọi người sẽ đang chuyển nhạc. Mình sẽ nghe nhạc chút nha. Các anh chị nào nghe rõ chứ chị cho mình biết nha. Good morning chị Christine. Good morning chị Ái Hoa. Good morning mọi người nha. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Hello Cò Lộc. Tony vẫn chưa thấy là các anh chị nghe Tony có rõ hay không. Anh chị nào nghe ok nghe rõ rồi, cảm ơn chị bé rất là nhiều. Mình thấy cái chữ nghe rõ đấy, yên tâm nha, yên tâm là mọi người nghe rồi. Cảm ơn anh Hùng, anh Hùng cũng nghe rõ. Các anh chị giúp Tony nhá, mình share vào trong những cái group của đội nhóm nhá, là cái Facebook Live của đội nhóm sẽ bắt đầu rồi. Mình cũng đã tới giờ. Trước hết thì Tony xin gửi lời chào tất cả các anh chị em trên đội nhóm GIF toàn cầu. Và ngày hôm nay như thường lệ cứ mỗi 11 giờ Eastern Time là mình sẽ có Facebook Live của đội nhóm. Mỗi ngày chỉ có nửa tiếng đồng hồ ở trên Live và nửa tiếng đồng hồ trên Zoom để mình học hỏi với nhau. Và ngày hôm nay mới vừa trở về sau một chuyến đi vacation khá dài với gia đình. Nhìn đi biển nè, rồi đi cruise, nhìn thay chân với vợ đầu đen. Nhưng mà ở bên Florida này thì đen nhìn nó healthy. Cho ngày hôm nay rất là vui với cái chủ đề là những cái cách mình kiếm tiền thông minh nhất trong cái cuộc sống. Vì cuối cùng mình làm bất cứ cái nghề nào, bất cứ công việc nào, cuối cùng cũng là làm sao để mình có tiền để lo cho cuộc sống, để lo cho gia đình, để lo cho con cái và lo cho tương lai, đúng không chị ha? Thì cái cách kiếm tiền nào thật sự thì nó cũng tốt nếu như mình làm không gì phạm pháp. Mình làm cái gì mà lương tâm của mình cảm thấy nó thoải mái. Cái cách kiếm tiền nào cũng tốt hết, chứ không phải là cách kiếm tiền nào gọi là thông minh nhất hay là chỉ có duy nhất một cách kiếm tiền ha. Trong cuộc sống này thì mỗi người đều có mỗi cái sở thích, mỗi người một cái cách kiếm tiền. Nhưng mà theo mình đó chị, nó phụ thuộc vào cái sự chọn lựa của mình. Thì ngày hôm nay nè mình sẽ chia sẻ cho anh chị bốn cách kiếm tiền. Thứ nhất là mình làm mình đi làm cho người khác, đúng không ha? Có nhiều người đi làm cho khác khỏi suy nghĩ nhiều. Đó là cách thứ nhất nè. Các anh chị nào mà trong trong đây nhá, mình đi làm mỗi ngày, mình vào trong hãng hay là mình làm kỹ sư, mình làm bất cứ gì mình làm cho người khác đó, thì anh chị bấm số 1 nhá, để coi bao nhiêu người đang mình đang đi làm cho người khác. Và cái thứ nhì nữa đó là mình mở một cơ sở kinh doanh làm cho mình. Cơ sở kinh doanh lớn nhỏ không quan trọng, nhưng mà mình kinh doanh nha. Các anh chị nào kinh doanh thì bấm số 2 nhá. Và cái người nào mà mình có một cái chuỗi doanh nghiệp, ví dụ như anh chị có 2-3 cái business, anh chị có 4-5 cái business, hay là anh chị có franchise, hay là anh chị mở nhiều cái doanh nghiệp hơn một cái đó, thì anh chị bấm số 3 nhá. Và các anh chị nào là những người đang đầu tư, có thể là ngồi ở nhà mà tiền vẫn vào, thì chị bấm số 4 nhá. Thành ra có 4 cách để mình kiếm tiền trong cuộc sống thôi. Thì mình cũng nói chị là cái cách nào nó cũng tốt hết, nhưng mà ngày hôm nay mình chia sẻ với chị một trong những cái chủ đề nha, là làm sao để cho mình cũng trong vòng 24 tiếng nhưng mà mình có được cái cách kiếm tiền nhẹ nhàng và đơn giản, và nó mang lại cho mình cái hiệu quả cao nhất.
Và bốn cách kiếm tiền này bản thân mình anh chị cũng đã từng đi qua hết. Thì khi mà nhớ cái ngày đầu tiên khi mình đến Mỹ thì cũng đi mọi như mọi chị anh chị em khác đi làm thôi ha, có việc làm là mừng rồi đúng không, miễn sao kiếm được tiền là mình mừng rồi. Thì mình qua Mỹ thì ở trong cái khu apartment đó anh chị, mình cũng nhớ là có một cái người bạn đó của người ba mình đó, giới thiệu cho mình vào trong cái hãng để làm liền. Thì lúc còn trẻ mà nghe có việc làm thì mình còn trẻ còn có sức thì sao, rất là chịu khó, rất là làm chịu khó lắm. Nhưng mà mình nhớ khi mình đi làm khoảng chừng 8 tháng đó chị, cho một cái hãng đó, cái hãng đó hình như chỉ có mình là người Việt Nam thôi, còn toàn bộ là cái người Mỹ không, thì mình mới qua là mình ở Houston, Texas. Và làm trong cái phòng đó là chuyên môn làm về hem á chị, làm về thịt để mình ăn sáng đó, mình kẹp vô bánh mì mình ăn sáng đó, thành ra cái phòng rất là lạnh. Thì mình làm 8 tháng ở trong đó đó chị, thì mà có một lần mình tình cờ, không phải tình cờ nữa, có một lần mình được mời chị, được mời tới cái nhà của cái người manager, là cái người mà giới thiệu cho mình vào làm đó, các anh ở Việt Nam ha, anh làm trong đó được 8 năm. Thì tới nhà ảnh để party birthday con của ảnh, thì mình tới nhà ảnh chơi anh chị, thì mình thấy vẫn còn ở apartment, rồi có hai đứa con thôi, sáng cầm sách đi gửi rồi tối cũng sách về. Cuộc sống mặc dù là làm manager anh chị, nhưng mà 8 năm làm manager cho cái hãng đó thì cuộc sống cũng rất là bình thường, giống như bao nhiêu người khác thôi. Thì mình cũng có trong đầu mình thấy cái chuyện này chị bình thường ở Mỹ, vì mình chưa biết một cái nào khác thôi. Nhưng mà sau đó rồi mình nhớ 2 tháng sau đó cũng có một người bạn nào, bạn của ba mình anh chị mời tới nhà chơi. Thì cái chị này nè, mình nhớ hoài, chị này tên Vân ở bên Texas, mình đang đi tìm cái người này sau 25-26 năm mình chưa gặp. Thì cái chị này chỉ mới qua Mỹ có 5 năm thôi, mà chỉ bắt đầu đi học nail, xong đó mở tiệm nail. Lúc đó chỉ có 2 tiệm, mình nhớ năm 93-94 ha, mà có nhà rồi mình có xe Camry là mình thấy gọi là có như là khá lắm rồi. Cái mình mới nhìn vào mình nói ồ, một người làm 8 năm ha, đi làm hãng rồi sau đó lên me chơi được 8 năm vẫn ở trong những cái nhà bình thường thôi, còn một người mới qua Mỹ có 5 năm thôi nha, nhưng mà làm trong ngành nail rồi có tiệm nail, bây giờ nhà rất là khang trang. Rồi sau đó thì sao anh chị ha, có xe có cổ này kia, thành ra mình lúc này mình chọn mình đi theo cái nghề nào. Nếu mình đi tiếp tục làm hãng thì 8 năm sau thì mình giống anh này thôi, còn nếu như mình đi theo cái chị này, mình học chị Vân nè, thì có thể 5 năm sau mình cũng at least mình cũng có cuộc sống cũng khá khá hơn là mình đi làm hãng. Và cuối cùng mình chọn mình đi làm nail, mình nhớ sau đó thì mình ra mình học cái bằng nail và mình mở tiệm nail. 2 năm sau thôi thì mình thấy được cái ngành supply, mình thấy lúc đó người Việt Nam mình rất nhiều, cái người Việt Nam mình đi học nail, thì mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, mà người nhiều người đi học nail thì sau này họ sẽ mở tiệm nail. Chị nhớ thời mà năm 94-95-96 là nail rất là nhiều, họ đi học mình vào trong bất cứ cái trường nào mình cũng thấy đầy nail hết ha. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản thôi chị, là mở tiệm supply sẽ bán được cho những người này, vì họ mở tiệm thì mình kiếm được tiền. Và đơn giản chị, sau 4 năm mình mở supply thôi, ở tuổi rất là trẻ, lúc đó mình nhớ mình 26 tuổi thôi. Là mỗi ngày như vậy anh chị, mình đều setup tiệm nail cho họ, build tiệm nail hết trong vòng 4 năm. Cái thời 26 tuổi mà mình nắm được 1 triệu đồng trong tay, không phải ở số tiền, nhưng mà ngày nay mình muốn chia sẻ với anh chị nè, tất cả những gì mình có ngày hôm nay đều do mình chọn lựa mình và mình quyết định mình chọn lựa. Không biết anh chị nào có đồng ý không, anh chị đi chọn học kỹ sư thì chị ra làm kỹ sư đúng không, anh chị học dược thì chị ra ngoài sau này chị chỉ làm dược, hay là anh chị chọn mình làm nail thì sau này mình sẽ là thợ nail, hay là chị chọn làm nail để sau này mình mở tiệm nail. Tất cả những cái gì mình có được ngày hôm nay là do 5 năm, 10 năm hay là 20 năm trước mình chọn lựa hết nha. Thành ra ngày hôm nay mình muốn chia sẻ chị làm sao để mình chọn lựa nha, để mình có được cuộc sống sau này 10, 15, 20 năm sau nó được tốt hơn nha. Thì sau đó rồi mình làm supply thì chị, thì mình cũng qua bắt đầu mở thêm supply thứ nhì. Thì cũng mình cứ nghĩ rằng mở cái doanh nghiệp thứ nhì, mở doanh nghiệp thứ hai, mở doanh nghiệp thứ ba đó chị ha, thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ mỗi doanh nghiệp. Rồi sau đó thì mình bước qua giai đoạn thứ tư là mình làm sao để mình đầu tư, vì mình biết được cái tuổi của mình nó không còn bao lâu để làm ra tiền nữa đúng không. Thì bây giờ mình đã có tiền rồi thì mình dùng tiền để kiếm tiền, đó là bốn cái cách mà trong cuộc sống này thôi để kiếm tiền. Cái cách nào nó cũng ok, nó ok với anh chị đúng không. Nhưng mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ anh chị nào, nếu như mình đi làm cho người khác thì mình không biết sao, nhưng chị vì mình đã từng đi làm rồi thì cái thời gian công sức của mình đánh đổi tiền bạc thôi. Ví dụ như có những cái ngày mà anh chị có birthday với con, hay là các chị muốn gia đình tụ họp, sum họp mọi người có mặt đi ha, mình lại không có thời gian để mình đi được, vì cái người hãng, cái chủ đó chị họ đâu có cho mình đi theo cái giờ mình muốn đâu đúng không. Hay là mình chỉ nhớ anh chị, thậm chí những cái ngày mà đám cưới thôi anh chị, mình xin trước, mà nếu như mình đã hết cái vacation rồi chắc chắn rồi ha, mình chỉ nhìn hình ảnh của người gia đình của mình đám cưới tụ họp thôi mà lại vắng mặt mình, vì mình đi làm cho người khác thì mình lệ thuộc rất là nhiều. Mình chỉ làm cho người ta thôi, chứ còn làm sao mà mình chọn được cái mình mong muốn đúng không chị.
Nhưng mà 80% những người ở bên này, ở bên Mỹ thì đa số là họ đi làm cho khác vì nó dễ ha. Học có cái bằng, thậm chí bao nhiêu đời nay trong gia đình mình cũng vậy, hồi xưa giờ cũng vậy. Ông bà luôn nói là đi học đi cho giỏi đi, rồi sau đó có cái bằng đi ra ngoài làm có tiền. Nhưng mà thật sự sau khi mà chỉ có cái bằng rồi thì sao? Cũng vác cái cày lên để mình cày mỗi ngày thôi, chứ đâu phải mình có cái bằng xong mình ngồi ở nhà muốn làm gì làm, đúng không? Muốn nghỉ lúc nào nghỉ, vì mình đi làm cho người khác mà. Chỉ có một cái là mình làm ở có một cái giống như kiến thức cao hơn, hay là có cái tay nghề cao hơn, kỹ năng cao hơn, họ trả mình cao tiền hơn thôi, nhưng mà cũng phải đi làm cho người khác và mình lệ thuộc ha. Thì đó là cách làm đầu tiên, đa số 80%. Nhưng mà sau đó rồi thì cái nhóm thứ nhì đó chị là mở kinh doanh, làm một cái dụ như chị dành dụng rồi sau đó chị mở một cái doanh nghiệp nhỏ hay lớn gì cũng vậy. Vì cái kinh doanh đó chị thì cũng phải bỏ công sức ra mình làm thôi, nhưng mà nó có cái cơ hội để mình có thể phát triển, có cơ hội có thể kiếm tiền hơn. Ví dụ như chị đang có thể kiếm 10 đồng một ngày, nhưng mà nếu đi làm cho người khác thì mình cũng kiếm 10 đồng thôi. Mình làm mở cơ sở kinh doanh mình cũng có thể kiếm 10 đồng thôi, nhưng mà mình là có thể có cơ hội mình kiếm 20, kiếm 30, kiếm 40 trong kinh doanh. Còn mình đi làm cho người khác chắc chắn rằng mình khó mà khi nào ông chủ hãng nâng mình lên được từ 10 đồng lên 20 đồng lên 30 đồng, đúng không? Không thể nào mình nâng được cái double. Đó là lý do mà tại sao 15% những cái người ở Mỹ này họ thích kinh doanh lớn nhỏ. Mặc dù có những cái kinh doanh chị họ đầu tư vào tiền công sức rồi sau 5-3 năm họ không đạt được kết quả như họ mong muốn, nhưng mà cũng có rất nhiều người họ làm và họ có cơ hội để họ vươn lên. Đó là lý do mà tại sao mình mở cái cơ sở kinh doanh. Và cái thứ ba thì mà các anh chị nào mà đang có những cái cơ sở kinh doanh nhỏ nhỏ nè, ví dụ như chị có tiệm nail, chị có nhà hàng, chị có tiệm giặt, có tiệm sửa xe ha, hay là chị có tiệm grocery, hay là chị có chợ, đó là những cái kinh doanh. Người Việt Nam mình, người châu Á mình thì rất thích kinh doanh ha. Nhưng mà kinh doanh này thì sao chị, cái thời gian nó cũng khá ràng buộc, vì nhiều khi mình chỉ nghĩ đơn giản nhất là mình làm chủ, nhưng mà khi vào nghề rồi thì khi mà vào việc rồi thì mình mới thấy được chị mình còn không phải chủ không chị ha, mà thợ hay là nhân công hay là cái gì mình cũng làm hết chị ha. Nhưng mà cái hy vọng của họ là vẫn muốn làm sao ha có cơ hội để mình họ cuộc sống họ tốt hơn. Và thật sự nhìn vào trong những cái người chủ điện thấy những người mà đi xe đẹp bên ngoài, những người có nhà cao hay cửa rộng, hay là họ đi vacation những nơi mà 5-star, thì đa số họ cũng là dân kinh doanh, họ cũng là chủ không, nó có cơ hội cao hơn rất là nhiều. Còn nếu mình đi làm cho người khác thì làm sao mình ha có thể chạy xe giống như BM, hay là mình chạy xe Lamborghini, đúng không, hay là những cái xe mà nó sang trọng. Nếu mà người đi làm hãng thì mình khó mà mơ ước lắm. Nhưng mà cái cơ hội mà để cho cái người mà đi làm kinh doanh đó chị, họ chạy những cái xe sang ở những nhà khu sang rất là cao ha, những cái khu mà mình đã từng ở chị, mình thấy nhà rất là nhiều, những cái nhà lớn, thì khi hỏi tới chị đa số họ là những người kinh doanh không. Chỉ có 1-2-3 người trong số 560 căn nhà thì có 2-3 cái căn nhà là họ đi làm là kỹ sư, hay là họ đi làm cái ngành nghề nào đó khác thôi, nhưng mà đa số là họ có doanh nghiệp ha. Và cái thứ ba là mình nói là chị mở chuỗi đó ha, thì mình kiếm tiền rồi thì sao, mình không có muốn dùng công sức của mình mà muốn dùng công sức của nhiều người, thì mình làm xây dựng một cái hệ thống, đúng không? Chị mở nhiều nhà hàng, chị mở nhiều tiệm nail, hay là chị mở nhiều cái tiệm supply, hay là chị mở một cái chuỗi như vậy thì ha, nó sẽ giúp cho mình mỗi nơi mình kiếm một ít tiền ha. Là cái đó cái thứ ba ha. Nhưng mà cái phần trăm thì bây giờ cái số phần trăm này chị khoảng 4-5% thôi chị, vì nó đòi hỏi rất nhiều vốn liếng, và nó đòi hỏi liên quan rất nhiều về luật pháp cũng như là nhân viên ha. Anh chị có nhiều người mở được, anh chị có tiền có khả năng mở được anh chị, nhưng mà về nhân viên, về luật pháp rất là nó làm cho con họ nhức đầu, cuối cùng họ bỏ đi cũng rất là nhiều. Và cái cách kiếm tiền thứ tư nữa đó là đầu tư nè. Ví dụ như giờ chị có tiền rồi, đúng không, chị không cần biết chị làm nail, nhưng mà chị thấy cái tiệm nail đó bán, chị phải bỏ tiền vào đó ha, cho mọi người rên hết, chị không cần biết gì nhiều hết đó, nhưng mà nó đẻ lời cho mình thôi. Đây là cách mà hình thức mà chị đầu tư kiếm tiền ha. Có chị nào mà đầu tư đang trên cái Zoom này mà đầu tư kiếm tiền thì chị bấm số 4 nhé. Có nghĩa là mình không cần phải giỏi ha. Còn cái số 3 là chị mở doanh nghiệp nên chị cần phải giỏi để mình run cái doanh nghiệp đó. Nhưng mà cái thứ tư mà gọi là đến cái giai đoạn mà invest á, cái là đầu tư đó, thì chị không cần phải giỏi. Ví dụ chị mua building, chị mua nhà cửa cho người ta mướn, hay là anh chị mua một cái công ty nào đó lại, đúng không chị ha, để cho tiền nó kiếm tiền, hay là chị đầu tư stock, tức là có người họ làm hết cho mình, họ coi hết cho mình, thì nó vẫn có cái rủi ro, nhưng mà họ không có dùng công sức của họ, mà họ dùng lúc đó họ dùng tiền kiếm tiền thôi ha. Thì đây là những cuộc sống mà hình như mọi người đều mong ước, đúng không, đi chơi đi ngủ đi đây đi đó vẫn có tiền vào ha. Thì mình ở bước vào cái giai đoạn thứ tư, nhưng mà giai đoạn thứ tư này chị là chị cần rất nhiều tiền. Không thể nào mà chị bỏ ra 200-300 ngàn mà nó thể nuôi sống được cả gia đình của mình, đúng không? Thậm chí có nhiều người bỏ ra 5-10 triệu, thậm chí có chục triệu nữa nha. Thì ra ở giai đoạn này là giai đoạn mà hình như mọi người đều mong muốn mình sẽ tới thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình chia sẻ cho chị ở giai đoạn thứ ba đó,
làm sao mình có thể kinh doanh mà mình xây dựng một cái hệ thống, một mạng lưới mà không cần đầu tư nhiều vốn liếng như những cái doanh nghiệp khác. Đó là qua bốn cái giai đoạn mà mình đã kinh doanh rồi, chị mình thấy NewSkin vẫn là một cái phương tiện có thể nói là nó tuyệt vời cho những người bắt đầu. Vì khi mà chị bước qua giai đoạn thứ ba, đối với bất cứ một cái ngành nghề mà kinh doanh truyền thống á, chị là chị phải có tiền nè, anh chị phải hiểu nè, và anh chị có những cái ngành tay nghề chuyên môn nè, và lúc đó anh chị mới có thể bắt đầu vào mình xây dựng một cái chuỗi doanh nghiệp được. Nhưng mà đến với NewSkin nè, anh chị có thể nhảy vào từ giai đoạn thứ ba luôn. Mình mới vào mình học có bằng đúng không, hay là mình đi làm cho ai đó một vài năm sau đó làm sao chị ha, mình không cần phải dành dụng số tiền nhiều để mình mở cái một cái chuỗi doanh nghiệp. Nhưng mà với NewSkin chị có thể cắt cái giai đoạn đó, vì mình thấy được có rất nhiều người trẻ nè, mới có 18, 20 tuổi là bắt đầu vào trong NewSkin rồi. Họ bắt đầu bằng sao chị, một hai bộ sản phẩm để sử dụng thôi và sau đó phát triển. Bây giờ mình nhìn vào những giới trẻ nè ha, mình thấy được Lê Vương mới vừa rồi ngày hôm qua đám cưới nè, bắt đầu với NewSkin cũng rất là trẻ, mới 18, 19 tuổi thôi. Rồi mình thấy Khôi nè ha, cũng mới 17, 18, mình nhớ 17 tuổi rưỡi đã bắt đầu kinh doanh, chưa có đi làm cho một người nào đó khác hết ha. Nhưng mà châm vào trong cái giai đoạn thứ ba liền là xây dựng cái hệ thống liền. Rồi mình thấy Katrina nè ha, cũng bắt đầu ra đi học có bằng cấp, đi làm, mới đi làm một vài năm chưa cần phải dành dụng tiền để mở doanh nghiệp, nhưng mà đã nhảy vào trong giai đoạn thứ ba luôn là xây dựng cái hệ thống khắp nơi, xây dựng cái chuỗi doanh nghiệp qua với NewSkin. Mình thấy được anh chị ha, với NewSkin hiện tại bây giờ, thời điểm bây giờ anh chị ha, mình sẽ tận dụng vào một cái kinh doanh khác, mình tận dụng vào cái công ty lớn, mình tận dụng vào sản phẩm để mình có thể phát triển khắp nơi, cũng kinh doanh mà không cần đầu tư vốn liếng lớn. Cái đó là cái điều có thể nói là trong bất cứ một doanh nghiệp nào là người kinh doanh, anh chị cứ nghĩ đi, họ kêu mình có kinh doanh mà không cần đầu tư vốn, thì nếu anh chị thích kinh doanh thì chị có yes hay không? Mà kinh doanh có thể phát triển ở khắp nơi ha, kinh doanh có thể phát triển toàn cầu, đó là cái điều thứ nhì mình thấy được đúng không? Có nhiều người doanh nghiệp anh chị, họ chỉ làm xuyên trong khu vực thôi, họ đã khá rồi, huống chi một cái doanh nghiệp mà anh chị có thể phát triển được toàn cầu. Và cái điều kế tiếp anh chị mình thấy được trong cái kinh doanh tuyệt vời với NewSkin anh chị, đó là cái sự gọi là hỗ trợ giúp đỡ của nhiều người khác giúp cho mình cái doanh nghiệp. Đối với một cái doanh nghiệp nào mà chị đang đang có, hiện tại bây giờ chị đang có nè anh chị, cái chuỗi một cái nhà hàng, chuỗi hay là chuỗi một cái tiệm nail, chuỗi một số tiệm nail, anh chị muốn cái người giúp chị có ai giúp được cho mình không? Thậm chí chị trả tốn rất nhiều tiền mà chưa chắc gì họ đã giúp được cho mình nữa, đúng không? Anh chị mướn manager nè, đúng không? Rồi chị cũng phải nhảy vào, chị lo, chị coi nè ha, anh chị phải đầu tư vào rất nhiều tiền cho những công ty khác họ làm giùm cho mình nè, đúng không? Mình tốn rất nhiều tiền, nhưng mà với NewSkin này anh chị ha, mình có được cái sự hỗ trợ nè của những thị trường khác nhau ha, hay là có những nơi mà chị chưa bao giờ bước chân tới nhưng mà đội nhóm của mình vẫn phát triển ha. Thành ra mình thấy được với cái thời điểm hiện tại bây giờ chị, mà mình để cho mình châm vào trong cái giai đoạn thứ ba để mình kinh doanh với NewSkin, rất nhiều những cái điều mà có thể một cái người trẻ có thể bắt đầu. Hồi xưa trẻ không thể nào mở được một chuỗi doanh nghiệp anh chị, trẻ là ha, chỉ có những người lớn tuổi có tiền có tài sản mà mở được thôi, nhưng mà với NewSkin mình có thể làm được. Nhưng mà một trong những cái điều mà mình thấy được tâm đắc nhất, kinh doanh cũng khá nhiều các chị nào ở lứa tuổi mà 47, 48 và trở lên, trải qua một khá nhiều kinh doanh khác nhau rồi, đối với những ngành nghề khác đó, nếu như anh chị mà gọi là thiên thời địa lợi đó anh chị ha, thì chị có thể kiếm được tiền thôi. Nhưng mà cái con người mình sau khi mà mình kiếm tiền rồi anh chị, hình như 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm sau mình vẫn như vậy thôi, chỉ có già hơn thôi. Nhưng mà cái con người của mình anh chị, nó không có thể là giỏi hơn nha, vì có nhiều tiền chị đầu tư thôi chứ không cần phải là giỏi hơn. Nhưng mà qua NewSkin đó chị, họ làm cho ha, với cái NewSkin này làm cho con người mình thay đổi hoàn toàn, mình trở thành một người quan tâm đến người khác hơn nè, mình trở thành một người biết chịu trách nhiệm những gì mình đang làm nè, đúng không? Rồi luôn luôn mình nói những cái điều mà tiêu cực giúp cho cuộc sống của những người khác được thay đổi được tốt hơn nè, và bản thân mình anh chị ha cũng thay đổi, con người của mình rất là nhiều, đầm tánh hơn, biết lắng nghe hơn và thấu hiểu được người khác. Tại vì hồi xưa giờ mình cái châm vào đúng không, họ chưa nói hết câu mình đã cắt lời của họ rồi. Nhưng mà cái cơ hội kinh doanh với NewSkin đã làm cho con người mình thay đổi hoàn toàn. Và một điều mình học được, khi con người mình thay đổi được tốt hơn thì hình như cái tài chính sẽ được tốt hơn ha. Để ý nha anh chị, nhớ nha, con người mình được tốt hơn, thay đổi tốt hơn ha, thì tài chính nó đi theo với lại con người của mình ha. Đó là lý do mà chị có những cái kinh doanh đó, anh chị làm kinh doanh mà 5-10 năm mà mình vẫn giống như vậy đó, hình như cái income của mình lúc nào cũng được xem mà, vì cái income nó tương đương với cái giá trị con người của mình mà ha. Nếu chị nào để ý nha, mình nhớ mình cũng đã từng làm supply 22 năm chị, mình nhớ 5 năm đầu tiên thì mình phát triển lên rất là nhiều, nhưng mà sau đó rồi chị 5, 10, 15 năm sau đó thì mình cứ ngày qua ngày thôi, thì hình như mình thấy cái income nó lúc đó được xem thôi, thậm chí có cạnh tranh nó còn đi xuống nữa ha, vì cái giá trị con người mình không có tăng. Nhưng mà qua NewSkin mình thấy được chị, mình hiểu được một điều là giá trị con người mình tăng thì tài chính tăng theo.
Thành ra qua cái new skill này anh chị sẽ thấy được nhiều cái giá trị khác, đặc biệt nhất là con người của mình cho ha, và đồng thời con người của mình đã trở thành một cái người mà gọi là honest hơn rất là nhiều. Vì những cái ngành nghề kinh doanh khác đó, anh chị có thể nói để mang lại cái lợi cho mình thôi. Còn với kinh doanh new skin này anh chị, nó làm cho con người mình trở thành người thật hơn ha. Có những người mà anh chị để ý nha, có những người mà họ làm new skin một thời gian, con người họ thay đổi rõ ràng, và chính cái thật đó mới tồn tại lâu dài. Và chính cái thật đó đó anh chị, chính cái tốt của cái lòng của mình anh chị, thì anh chị mới xây dựng một cái sự nghiệp cho con cái, mình mới thừa hưởng, mình để lại gia đình và con cái. Và qua cái kinh doanh với new skin, một trong những cái điều một trong những cái điều mà cuối cùng mà anh nghĩ mà anh chị thấy thu hút được nhiều người Việt Nam nhất là vẫn cái gì đó để lại cho gia đình và con cái của mình ha. Nếu như anh chị, bao nhiêu anh chị đang kinh doanh những cái ngành nghề anh chị đang có ha, nếu như mình ngưng ngày nào hình như mình hết ngày đó. Nếu như cho anh chị một cái sự chọn lựa, một bên ngưng hết, một bên ngưng còn, anh chị chọn cái nào ha? Và đó lý do mà tại sao những cái gì mình có được ngày hôm nay ha, là do mình chọn lựa từ bao nhiêu năm trước. Và sau 9 năm chị, nhưng mà nếu mà ngày hôm nay nhìn lại là 9 năm. Một chặng đường 9 năm nghe nó dài, nhưng mà so với những kinh doanh truyền thống khác đó chị, mình đã đi 22 năm trong ngành supply, mà so với 9 năm với New Skin đó chị, cuộc sống của mình hoàn toàn ha, hoàn toàn tốt hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa mỗi lần đi vacation làm gì làm chị, đầu óc rất là coi là bị stress, vì mình không có biết được cái doanh nghiệp của mình ở bên đó họ gọi mình bất cứ lúc nào ha. Chỉ cần đang đi vacation, đang đi vui vẻ với con cái thôi, ở bên tiệm supply chỉ cần gọi cái cái chuyến hàng vừa giao rồi, quy một pallet, cái người mà thợ nâng cái xe forklift xuống và nó ngã hết, nó ngã đổ hết. Tự nhiên mình cái cuộc vacation của mình hình như sao chị, gần như hủy bỏ vậy anh chị ha. Giống như nó rất nhiều cái nó làm cho mình cái vacation nó còn vui ha, và bị stress cũng rất là nhiều. Nhưng mà với New Skin anh chị đi chơi rất là thoải mái, nhìn vào mình thấy được hai vợ chồng An với Kiều vừa rồi chị đi 6 tuần với gia đình và con cái đi khắp nơi, cuộc sống enjoy. Nhưng nếu một cái doanh nghiệp khác sao chị, chỉ có một cái thứ nhất là có tiền thôi, nhưng mà đâu thế nào họ đi chơi 6 tháng hay là 6 tuần hay là 8 tuần với lại con cái gia đình mà không cần phải lo. Mà trong cái kinh doanh, trong cuộc sống ở Mỹ chị, cái stress là cái quan trọng nhất. Cũng kiếm tiền, nhưng mà kiếm rất nhiều tiền trong kinh doanh truyền thống thì stress cũng rất là cao, đúng không? Cái sự lo lắng, cái sự nó làm cho con người mình cũng rất là mệt ha. Nhưng mà kiếm tiền càng làm lâu với New Skin nào, mình có cơ kiếm được cao tiền, nhưng mà cái thoải mái về tinh thần rất là nhiều. Có những người nói là làm có những người nói là cũng là kinh doanh ha, thấy có rất nhiều người thấy là anh kinh doanh cũng bận rộn, không biết anh chị cái ha, kinh doanh nào cũng vậy, cũng phải đầu tư vào thời gian bận rộn. Nhưng cái sự khác biệt nè, mình chọn cái bận rộn và đồng thời mình có thể chọn được ngày mai mình không làm gì hết, hay là 3 tuần kế tiếp mình chẳng làm gì hết. Mình bận rộn là tại vì mình thích làm, nhưng mà nếu như mình có bất cứ chuyện gì, mình có thể nghỉ được 3 tuần, có thể nghỉ được 4 tuần, có thể nghỉ được 5 tuần, và mình có thể ngưng để mình đi làm công việc với gia đình và con cái anytime, bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu như một cái kinh doanh khác mà chị đang làm đó, kinh doanh truyền thống, mở tiệm, nhà hàng, đi làm cho người khác, nếu như ngày mai chị nói ok, ngày mai tôi không thích đi làm nữa, chị có thể nghỉ trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần được hay không? Ha, anh chị cũng là người bận rộn, thì kinh doanh để kiếm tiền chắc chắn là bên nào cũng phải bận rộn hết. Nhưng mà một bên mình bận rộn và cái thời gian do mình chọn, còn một bên là anh chị mình cũng bận rộn mà mình không có sự chọn lựa, mình bắt buộc ha. Thành ra cái đó là cái sự khác biệt ha. Thành ra đến với New Skin có thể nói là cái thời nào thì mình hay luôn luôn nói thời nào mình kinh doanh cái đó chị. Qua còn kinh doanh với New Skin bây giờ, thời điểm bây giờ ha, anh chị có sự hỗ trợ rất là nhiều. Và mình một cái người bạn trẻ, một cái người không kinh nghiệm, cái người có thể nói là người không tiền bạc, mình cũng thể bắt đầu. Nhưng mà với kinh doanh truyền thống thì đã nói kinh doanh bắt buộc phải có tiền, không thể nào một cái người không kinh nghiệm, không có tiền mà để làm kinh doanh hết. Nhưng mà khi mà chị đến với New Skin, anh chị không có ngờ đâu chị, có thể ngày đầu tiên chị chưa thấy, nhưng mà chị làm 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, anh chị mới thấy được càng làm lâu với New Skin, cái lợi nhuận của mình càng lớn. Vì mình mới bắt đầu thì sao, chưa kinh nghiệm, chưa kiến thức, đội nhóm chưa có, thì mình mới bắt đầu chỉ có 1, 2 người, 5, 3 người thì chị không thấy nhiều. Nhưng mà khi làm càng lâu thì sao, mình mới thấy lúc này anh chị ha, đội nhóm mới phát triển ra khắp nơi. Và ngày hôm nay có rất nhiều chị có được cái hệ thống ở nhiều nơi, không phải ở trong nước Mỹ. Các chị nào mà có người ở những hệ thống khác, những cái nước khác nha, không phải là cái nơi mình ở, thì chị bấm số 5 nha, để tôi này biết là bao nhiêu người bắt đầu kinh doanh từ một cái vùng nhỏ nhỏ của mình thôi, mà ngày hôm nay cái hệ thống ở khắp nơi. Thành ra ngày hôm nay mình cũng muốn một vài điều chia sẻ anh chị cách nào cũng kiếm tiền. Ở Mỹ thì chỉ có 4 cách để kiếm tiền duy nhất thôi ha. Thứ nhất, đi làm cho người nào khác, hay là đi học để có cái bằng đi làm cho người khác, đúng không? Sau đó mình bị lệ thuộc thời gian vào, và mình dùng công sức của mình kiếm tiền hết sức là hết tiền ha.
cái gì nên sao chị, mình mở một cái doanh nghiệp ha, mở tiệm nail, mở nhà hàng, mở bất cứ cái gì đó chị, thì cái cơ hội mình mong là làm sao để mình có cuộc sống khá hơn, nhưng mà mình phải đầu tư thời gian công sức vào rất là nhiều. Thậm chí nếu như bị lỗ thì sao, móc tiền túi ra đúng không, làm 1 năm 2 năm 3 năm mà thấy không có lời thì sao, móc tiền túi ra trả hay là đóng cửa doanh nghiệp cũng rất là nhiều đúng không, mình cũng đã thấy được. Nhưng mà cũng có nhiều người họ có cuộc sống tốt vì cái kinh doanh, nhưng mà đối với mình thì kinh doanh cho mình thì mình tự làm chủ vẫn sướng hơn. Cái thứ ba là sao, mở nhiều cái doanh nghiệp ha, mở một chuỗi, khi mà mình nghỉ mình ngưng mình làm mình ngủ gì và có tiền, đó là cái mong muốn của nhiều người, nhưng mà đòi hỏi rất nhiều tiền, luật pháp, bạn giống như là những người mà làm cho mình đúng không, và rất là nhức đầu khi anh chị mở một cái chuỗi doanh nghiệp. Vì càng lớn thì sao ha, thì sao người ta nhìn vào, hay người ta hay nói là người ta thưa kiện hay là làm gì không, tìm những người có tóc đúng không, họ nắm những người có tóc đúng không. Thành ra khi mà anh chị lên thành một cái chuỗi doanh nghiệp á ha, thành những cái franchise thì sao, anh chị sẽ đụng luật pháp rất là nhiều ha. Và cái thứ tư là mình đầu tư kiếm tiền, nhưng mà ngày hôm nay anh chị có thể nhảy vào, có thể bắt đầu vào, anh chị tìm hiểu và anh chị bắt tay vào kinh doanh business skin, là anh chị đang ở cái bước thứ ba là xây dựng và phát triển hệ thống khắp nơi nha. Nhưng mà mình không phải đầu tư tiền bạc ha, mình không cần phải lo hàng hóa của mình không cần phải lo luật pháp, đã có người, đã có công ty, anh chị đã không cần phải lo nhân viên, chị đâu có trả bất cứ cho cái người nào đâu đúng không. Và đồng thời anh chị ha, mình có thể thừa hưởng lại những gì mình tạo ra cho gia đình và con cái. Thật ra đây là cái sự chọn lựa. Ngày hôm nay nếu như anh chị chọn thì 5 năm sau, 10 năm sau tương lai của anh chị sẽ được như thế nào, thì anh chị nhìn lại những gì mình chị đang làm nè, những gì chị đang có hay là những gì đang làm ngày hôm nay, nếu như mình vẫn tiếp tục mình làm trong vòng 5 năm nữa cuộc sống của mình như thế nào, còn nếu như mình chọn làm new skin trong vòng 5 năm nữa thì cuộc sống của mình như thế nào. Tất cả những gì mình có ngày hôm nay đều do mình chọn lựa ha, tất cả những gì mình có ngày hôm nay đều do mình chọn lựa. Cái người nó may mắn thì không phải may mắn, chỉ do chị chọn mà, do chị chọn cái ngành nghề đó thì nó sẽ ra cái như vậy đúng không. Chị chọn học kỹ sư thì ra làm kỹ sư, chị chọn làm dược sĩ thì sau này chị làm dược sĩ đúng không, nhưng mà có cơ hội mở pharmacy. Nhưng mà cái chọn, anh chị chọn cái nghề nào, rồi chọn làm nail thì sau này mình có là thợ nail hay là mình mở tiệm nail ha. Thành ra những cái gì mình có ngày hôm nay do mình chọn. Nếu như ngày hôm nay ha mà chị chọn new skin thì có thể 5 năm sau chị không cần phải đi làm mỗi ngày nữa, mà chị có thể nghỉ lúc nào mà chị muốn, hay là chị có thể đi chơi 3 tuần 4 tuần ha với gia đình và con cái, chị đều có thể làm được hết. Nhưng mà với những ngành nghề mình đang làm ha, mình có làm được hay không, mà bên nào cũng phải làm, nhưng mà một bên có cơ hội để cho mình ha phát triển. Và đồng thời nếu như một ngày nào đó chị trở thành một người blue diamond, hay là chị đã trở thành một cái người ha mà million dollar circle, thật sự chị sẽ cảm thấy được cuộc sống của mình không phải cho chính mình cuộc sống tốt luôn chị, mà cả gia đình của mình luôn ha. 5 đứa con của mình bây giờ rất thích ha, rất thích là sao, là mình có được thời gian với con mình rất là nhiều. Nó thích là sao, nó đến những cái nơi nào mà nó muốn, ở nói ngày ba ngày mai con muốn đi đến đó, gia đình của mình có thể đi được hay không, thì nhiều khi mình không cần phải suy nghĩ chị ha, mình nói yes, tại ngày mai ba có thể làm và ba có thể không có làm. Nhưng mà hồi xưa thì sao chị, mình nói no ha, đi đâu là phải schedule, phải coi, phải báo cho khách hàng biết ngày đó phải đóng cửa, chứ không phải muốn đi muốn đóng cửa lúc nào là đi, muốn đóng cửa lúc nào là đóng đúng không. Nhưng mà qua cầu kinh doanh này thì nó sẽ giúp cho mình có được nhiều. Nhưng mà nếu như mình chọn lựa ngày hôm nay, mình chọn một lần nữa ha, thì 5 năm sau, 10 năm sau, cái giá trị và con người của mình có thể tốt hơn rất nhiều qua cầu kinh doanh business skin. Vì chính new skin nó làm cho anh chị rèn luyện cái bản thân của mình, chính new skin nó làm cho cái con người của mình càng ngày càng lớn hơn. Và khi con người mình lớn hơn, giá trị lớn hơn thì tài chính sẽ lớn hơn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và hy vọng rằng những cái gì mà mình đã trải qua trong 4 cái chu kỳ kinh doanh kiếm tiền đó chị, thì mình nhìn lại mình thấy new skin vẫn là một điều là một kinh doanh tuyệt vời. Và đây là một cái kinh doanh có thể giúp cho anh chị có được cái chất lượng hơn về con người của mình, cũng như là chất lượng về tài chính. Bên cạnh đó thì bạn bè khắp nơi. Ngày hôm nay ai là bạn mình thì bấm số 6 nhé. Hồi xưa thì đâu có bạn nhiều đúng không, nhưng mà ngày hôm nay thì mình có thể nói là đi đến nơi nào cũng có được bạn bè. Có những cái mà tiền bạc không có mua được anh chị, nhưng mà qua new skin chị sẽ có ha. Và qua new skin nó sẽ làm cho con người mình được trưởng thành hơn rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn mọi người nhé, và chúc cho tất cả các anh chị lắng động lại trong vòng 5-10 phút để mình xem lại những gì mình đang làm ha, và mình xem lại cái cơ hội new skin như thế nào, và toàn bộ đều do sự chọn lựa của các anh chị. Nếu như ngày hôm nay mình chọn thì 5 năm sau cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi như thế nào, đó là sự quyết định của mọi người. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị nhé, và chúc cho các anh chị một ngày thứ hai thật là vui vẻ, và một ngày thứ hai sẽ là ngày hiệu quả nhất trong tuần. Ok, bye bye.